Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Kenny Anime. Nếu như bạn là một fan lâu năm thường xuyên theo dõi tình tiết mới nhất của bộ truyện thám tử lừng danh Conan, chắc hẳn các bạn đã biết thông tin cực sốc được dân tình spoil trong movie 27, đó chính là Kudo Shinichi và Kaito Kid thực chất là anh em họ với nhau. Bao lâu nay chúng ta cứ nghĩ việc Shinichi và Kid có ngoại hình giống nhau như đúc chỉ là một sự trùng hợp, nhưng mà hóa ra tất cả đều là ý đồ từ trước của tác giả Aoyama Gosho. Không chỉ bộ phận fandom của Detective Conan mà những người yêu thích anime khi biết thông tin này đều sốc. Thậm chí nhá, là hội chị em chèo thuyền couple Kaisin cũng bị lùm lầy không ít. Các anh em họ này theo đánh giá tổng quan thì quá ư là hoàn mỹ, độ đẹp trai thì ngoài phải bàn luôn, tài năng thì cũng vô cùng vượt trội, đến suy nghĩ và hành động đều cực kỳ ăn ý. Ngoài cặp anh em họ mới được phát hiện kia ra, vũ trụ Detective Conan cũng có rất nhiều những cặp anh em họ hàng real cực kỳ chất lượng, và cùng KD Anime điểm mặt lại nhé. Giờ thì KD go. Gần đây thì mình có tìm ra được một cái app mà nó khá là hay luôn em ơi. Cái app này thì nó có thể giúp cho mình vừa chơi game vừa kiếm tiền được nha. Và đây là cái số tiền mà mình đã chơi game và mình tích lũy, cũng như là mình làm nhiệm vụ các thứ để mình kiếm được nha anh em ơi. Và cái app này thì nó có tên là app XWorld nha. Đường link để mà tải app thì mình có để dưới cái phần mô tả và cũng như là comment để cho anh em dễ dàng tải nha. Rồi mà sau khi tải xong, đây là cái giao diện của app nè. Anh em bấm vào cái dấu ba gạch, nó sẽ có ở đây là cái phần mã giới thiệu. Khi mà anh em tải bằng cái đường link của mình thì ở đây nó sẽ có mã giới thiệu sẵn nè. Còn nếu như mà anh em đã tải app trước đó rồi hay là anh em tải trên CH Play thì anh em sẽ cần phải nhập cái mã mời này của mình vô nha để có thể nhận được cái đồng bill này. Cái đồng bill này sẽ là cái thứ mà nó giúp cho anh em có thể đổi ra tiền USD để mà anh em rút về cái ví Momo nha. Và ngoài cái việc mà anh em nhập cái mã mời của mình để kiếm đồng bill ra thì anh em có thể gọi là chơi game ở trên đây để kiếm thêm đồng bill nha. Và đây là hai cái con game mà mình thấy là nó có được cái tỷ lệ điểm thưởng cao này và cũng như là tỷ lệ thắng cao nha. Hai con game này thì nó có tên là chạy đua tốc độ và vua thoát hiểm nha anh em ơi. Đối với chạy đua tốc độ thì cái hình thức chơi game nó giống như là cái game đua ngựa vậy đó anh em. Em chỉ cần chọn cái nhân vật mà mình yêu thích, sau đó là đặt xu vào. Nếu mà trúng thì anh em sẽ nhận được thưởng ít năm nha. Còn đối với cái trò chơi vua thoát hiểm thì nghe cái tên là anh em cũng hình dung ra được cái cách chơi của nó rồi đúng không? Anh em chỉ cần chọn cái phòng để anh em trốn cái sự truy sát của sát thủ này. Anh em mà chọn phòng để trốn thì cái tỷ lệ mà né được sát thủ là 80% nha. Ngoài ra thì XWorld cũng là đối tác chiến lược của các nhà phát hành game lớn như là VTC hay là Gana rồi VG các thứ. Cho nên đó là khi mà anh em tải và cũng như là anh em chơi trên app những cái tựa game nổi tiếng như là Liên Quân hay là Free Fire thì anh em sẽ nhận được thêm đồng bill nha. Và các anh em nào mà chơi Liên Quân này, Free Fire hay là PUBG thì anh em cũng có thể vào trong cái app này để mà anh em nạp thẻ game nha. Nạp ở trong đây thì nó sẽ có khuyến mãi hơn dành cho anh em. 1. Chị em nhà Miyano. Miyano Akemi và Miyano Shiho có mẹ là bà Elena và bố là Miyano Atsushi. Hai chị em từ khi sinh ra đã nhận được tình thương vô bờ bến từ bố mẹ. Nếu như chị gái Akemi có tính cách dịu dàng giống bố, thì Shiho lại được thừa hưởng tài năng vượt trội về khoa học của mẹ. Hai chị em rất yêu thương nhau, đặc biệt là sau khi bố mẹ qua đời. Akemi thân là chị gái, cô luôn muốn bảo vệ cho Shiho mọi lúc mọi nơi, bù đắp lại tuổi thơ khi ông bà Miyano qua đời lúc cô bé còn quá nhỏ. Chỉ tiếc là sự nỗ lực của Akemi không đủ cho một tổ chức áo đen máu lạnh và tàn nhẫn. Chúng đã giết hại người thân ruột thịt duy nhất của Shiho và mất đi người chị gái. Cô bé đã rất đau lòng. 2. Anh em nhà Akai. Gia đình nhà Akai có 3 anh em. Con trai lớn là Suichi, con trai thứ là Tsukichi, cô em út Sera Masumi. Suichi cách cô em gái của mình đến tận 14 tuổi khi Masumi vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Anh đã đi du học tại Mỹ, vì thế tình cảm của anh em khi còn nhỏ không thật sự thân thiết. Akai lần đầu gặp em gái mình khi cô bé đã được 7 tuổi. Buổi gặp gỡ đầu tiên cũng không mấy trọn vẹn khi mà hai anh em bị anh chàng nhân vật chính của chúng ta chiếm trọn spotlight và thu hút mọi sự chú ý. Sau khi Akai Suichi gia nhập FBI, thời gian gặp gỡ của hai anh em lại càng ít hơn. Dù tác giả không đề cập quá sâu về cuộc sống của gia đình Akai đời thường, nhưng có thể thấy rằng tình cảm của hai anh em cũng không tệ. Bằng chứng là Akai đã dạy cho Masumi môn võ triệt quyền đạo. Masumi cũng rất hâm mộ và luôn nhớ về anh trai của mình. Cô bé luôn nhắc về Suichi một cách tự hào, và khi hôn mê, Masumi cũng thường gọi tên anh. Akai là thành viên chủ chốt của FBI với tài bắn súng và suy luật tuyệt đỉnh. Sera là thám tử trung học không phải dạng vừa đâu, cùng tài võ thuật có thể đối đầu với Ran. Kiên gia nhà này thì quá vượt trội đi. Để tìm hiểu rõ hơn về gia đình này thì mời bạn cùng xem video tuốt tuần tuột về gia đình Akai trong 18 phút trên kênh nhé. 3. Sera Mary và Elena. Có thể các bạn chưa biết, hoặc đã biết rồi, Sera Mary, mẹ của Suichi và Masumi, cùng bà Elena là chị em ruột. Chi tiết này được tiết lộ trong trang 1049. Vợ Mao khi đó đã ép Mary uống thuốc Abitix 4869 bằng cách truyền qua đường miệng. Cô ta đã nói với Mary rằng cảm giác thế nào khi sắp phải rời khỏi thế gian bằng thứ thuốc độc do chính em gái mình tạo ra.
Vậy nếu cả hai là chị em ruột thì Suichi và Masumi có mối quan hệ họ hàng gần với chị em nhà Miyano. Hơn thế nữa, điều đó đồng nghĩa với việc Suichi đã yêu chính em gái họ của mình. Không hổ danh là tác giả Aoyama Goso, ông rất biết cách tạo ra tình tiết gây sốc cho độc giả đấy. Điều này có tác giả biết, chúng ta biết nhưng đương sự thì lại chẳng biết gì. Liệu sau khi sự thật này được tiết lộ, Suichi sẽ cảm thấy như thế nào? Chị gái đã đặc vụ MI6, em gái là nhà khoa học đại tài, tinh hoa hội tụ. Sau khi bị ép uống Abitix 4869, Mary vẫn giữ được mạng sống để trở về nhà với con gái mình. Bà chỉ bị teo nhỏ giống Conan và Haibara, còn Elena đã không được may mắn như thế. Bà cùng chồng đã phải bỏ mạng vì thứ thuốc đã làm hại vô số người. Trong đó có chính chị gái và con gái của bà. Nếu bạn muốn biết thêm về gia đình này, hãy tìm ngay video gia đình Miyano khi lòng tốt bị kẻ xấu lợi dụng trên kênh nhé. 4. Anh em nhà Morofushi. Morofushi Takaaki và cậu em trai Morofushi Hiromitsu dù không nằm trong tuyến nhân vật chính của bộ truyện thám tử lừng danh Conan, thế nhưng cái anh em tài sắc vẹn toàn này cũng nhận được không ít sự quan tâm từ độc giả. Morofushi Takaaki hiện đang công tác tại sở cảnh sát tỉnh Nagano. Anh lần đầu tiên xuất hiện trong tập vụ án bức tường đỏ, anh đã để lại ấn tượng cực mạnh với độc giả bằng trí thông minh tuyệt đỉnh của mình. Với bộ óc nhạy bén không thua kém bất kỳ thám tử nào, anh được người ta đặt cho biệt danh khổng minh. Morofushi Takaaki cùng hai người cộng sự của mình là Yamato Sasuke và Uehara Yui đã làm nên tên tuổi của bộ ba cảnh sát tỉnh Nagano. Cả ba dù ít khi xuất hiện nhưng các vụ án mà họ tham gia đều là những vụ án hóc búa và khó giải quyết. Tài năng không kém anh mình, Morofushi Hiromitsu là bạn thân thời thơ ấu của Furuya Rei. Cũng chính cậu chàng này là người đã đặt cho Furuya cái tên Zero. Khi còn sống, Hiromitsu công tác tại sở cảnh sát Tokyo, điều tra viên cục an ninh công cộng. Sau khi cùng Furuya thâm nhập vào tổ chức áo đen, anh lấy biệt danh là Scott. Và trời trêu thay, chỉ vì một hiểu lầm tai hại, Scott đã tự sát vì muốn bảo vệ cho người bạn thân của mình. Cái chết của Hiromitsu đã khiến cho Furuya rất đau khổ và căm hận người mà anh cho rằng đã gây ra cái chết, Akai. Ông bà Morofushi đã bị sát hại khi cả hai anh em còn nhỏ và thậm chí cái chết của Hiromitsu còn không được công khai. Takaaki dù không nhận được bất kỳ thông tin nào về em trai mình, nhưng chỉ dựa vào việc Hiromitsu không còn liên lạc, anh cũng đã hiểu rằng người thân duy nhất của anh đã không còn sống trên thế gian này. 5. Chị em nhà Hagiwara. Cũng như anh em nhà Morofushi, Hagiwara Chihaya cùng cậu em trai Hagiwara Kenji dù chỉ là tuyến nhân vật phụ, nhưng hai chị em đều có những nét riêng rất đặc trưng gây sức hút cho độc giả. Hagiwara Chihaya hiện đang cộng tác tại sở cảnh sát tỉnh Kanagawa, cô chính thức debut tại tập Nữ Thần Gió. Và đúng như cái tên, Chihaya có một mái tóc óng ả dài đến thắt lưng và một đôi mắt màu xanh đậm. Cô cũng sở hữu một trí thông minh hơn người, cũng tài lái xe thần sầu, thậm chí có phần hơi phi logic một tí. Với vẻ bề ngoài xinh đẹp cùng tính cách vui vẻ, sảng khoái, cô có không ít người theo đuổi. Điển hình phải kể đến thanh tra Yokomizo Jungo. Trong tập 1124, khi thanh tra Yokomizo bắt gặp cảnh Chihaya vào quán ăn cùng Takagi, anh đã không khống chế được cơn ghen của mình mà bám theo hai người. Nếu chị gái chỉ có nhiều người theo đuổi nhưng không đáp lại ai, thì em trai Kenji lại thỏa mái đáp lại tình cảm của tất cả mọi người, miễn đối phương là phụ nữ. Đúng là một anh chàng phong lưu, cũng không thể trách anh được. Ai lại không mê một người vừa đẹp trai với cách ăn nói như anh. Tinh hoa hội tụ phụ nữ rất yêu. Anh cùng với Masuda Jinbe, Furuya Rei, Morofushi Hiromitsu và Dante Wataru tạo nên nhóm 5 cánh hoa anh đào tại Học viện Cảnh sát năm ấy. Lý do Kenji quyết định trở thành một cảnh sát cũng rất thú vị, vì nghĩ rằng cảnh sát sẽ không bao giờ thất nghiệp. Chà, quả là một lý do rất thuyết phục. Chỉ tiếc rằng tại lần làm nhiệm vụ gỡ bom đầu tiên của mình, Hagiwara Kenji đã hy sinh, để lại vô vàn nỗi đau cho người thân và bạn bè của anh. 6. Kuro Jusaku và Kuroba Toichi. Một cặp anh em ruột Hàn Ryu mà từ trước đến giờ chúng ta không hề ngờ đến. Và như thông tin mình đã đề cập ở đầu video, việc Kuro Shinichi và Kaito Kid là anh em họ, điều đó có nghĩa là Kuro Jusaku và Kaito Kid đệ nhất Kuroba Toichi chính là anh em ruột. Sau suất chiếu đầu tiên của Movie 27 tại Nhật Bản, dân cư mạng đã chia sẻ thông tin gây sốc này. Cụ thể thì ông Jusaku đã kể với vợ mình rằng bố mẹ ông đã ly hôn từ khi hai anh em còn rất nhỏ. Jusaku theo mẹ, còn ông anh trai theo bố và ông cũng tiết lộ rằng anh trai mình tức Kaito Kid đệ nhất vẫn còn sống. Điều có lẽ các bạn chưa biết hoặc là đã biết thì ở Magic Kaito, Kuroba Toichi được cho là đã chết sau một vụ nổ. Từ đó Kuroba Kaito đã thay thế bố mình, tiếp tục xuất hiện với thân phận Kaito Kid nhằm tìm ra nguyên nhân cái chết của ông. Anh trai là siêu đạo trích, ánh trăng kiêm nhà ảo thuật gia vĩ đại bậc nhất thế giới. Em trai là nhà tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng với hàng loạt tác phẩm tiêu biểu và các giải thưởng thế giới lớn nhỏ. Bảo sao Shinichi và Kaito nó lại xuất chúng đến thế? Hai đứa con, một đứa thì trở thành thám tử, một đứa thì tiếp nối truyền thống trộm đồ văn minh của gia đình. Dù không hề có chi tiết nào nói về trước đây,
Yusaku và Toichi đều biết đối phương là anh em ruột của mình, nhưng mà đối đầu qua lại ngày trước liệu có phải chỉ là diễn cho kênh truyền thông xem hay không? Nhưng không thể phủ nhận đây chính là một trong những fact thú vị nhất của bộ truyện này. Trên đây là tổng hợp những cặp anh chị em ruột thừa hàng real của bộ truyện Detective Conan. Đúng là đã đẹp trai xinh gái lại còn tài năng vượt trội. Gia đình là thứ thiêng liêng và cao cả. Dù chúng ta có đi gặp gỡ những người tốt đến đâu cũng không thể bằng những người chung dòng máu với chúng ta. Các bạn còn biết thêm cặp anh chị em nào khác nữa, hãy comment cho chúng mình biết với nhé. Còn bây giờ thì nhớ đăng ký kênh và ấn quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi KD có video mới. Đây là kênh KD Anime. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye!